sám hối là gì? À, tại sao Phật nói phải sám hối? Sám hối là cái gì? Đấy. Chúng ta giống như những chú tiểu đây, tham ăn tham ngủ tham nói tham hơn thua, không có chánh niệm. không sợ sinh tử luân hồi cho nên phải nhờ cái ông sư già này ông gõ cái đầu một cái cho nó tỉnh tỉnh nhớ bữa nào mà ông từ bi quá ông không gõ nữa cái bắt đầu lang thang tâm lang thang thân lang thang làm thêm tội lỗi Lạy Phật từ bi con xin thành tâm sám hối các lỗi lầm ngày mai con làm tiếp sám hối kiểu đó đó ráng tu đi quý vị quý vị sẽ có xá lợi sau khi chết đó nha sám hối để làm gì câu hỏi ở đây là sám hối để làm gì ngày nào cũng sám hối phải không quý vị sáng ra ngồi thiền xong cái sám hối con xin sám hối các lỗi lầm tội từ tâm khởi để em tâm sám mà cái tâm nó lăng xăng là lấy cái tâm nào nó sám cái tâm mà nó lăng xăng á, nó ưa thích sanh tử luân hồi làm sao mà nó sám được nó có chánh niệm. Chánh niệm trong đời sống, chánh niệm trong việc làm, đi ta biết ta đi. Tức là đi như thế nào, đi ở đâu. Ngồi ta biết ta ngồi, trong kinh quán niệm hơi thở Phật dạy vậy đó. Tức là ngồi chỗ nào cho đúng hợp thời, hợp chánh pháp. Trong cái bàn ăn có ông nội, ông ngoại, có cha, có mẹ, mình chơi ngồi ngay cái đầu bàn á chỗ người lớn nhất á thì mình ngồi rồi đồ ăn ngon ở chỗ đó nhiều quá cái mình sơi như vậy không có chánh niệm như vậy không có phải là ngồi biết ngồi ngồi ở đây á, là phải quan sát hợp thời hợp lý chỗ nào ngồi cho đúng rồi chỗ nào á, nắng quá thì tránh đi ngồi quá chỗ nắng đó thì nó nổi sân, đó là ngồi biết ngồi chứ không phải để đặt cái đít xuống cái cái ghế cái này biết ngồi ai không biết chuyện đó, khế lý khế cơ hợp thời hợp lúc hợp người hợp hoàn cảnh thì đó là khi ngồi tuệ tri ta ngồi, ta ngồi có đúng pháp chưa? đó. Thế thì trong đời sống hàng ngày chúng ta đều có lỗi lầm, mà có những người làm lỗi hoài, à, rồi lầm hoài, à. cho nên sanh tử hoài, chuyện nó bình thường. Cái nghiệp của người ta vậy đó, người ta sẽ còn sanh tử cả hàng tỷ kiếp nữa, mà kiếp này nó không lo tu, kiếp sau nó lỡ mang bốn chân tám chân thì một tỷ kiếp nữa nó mang bốn chân tám chân thì nó là cái gì? Nó là cái gì quý vị? Đừng nói làm chó, làm mèo, làm bò không phải. Nó là cái như thế này nè. Một tỷ kiếp nữa nó sẽ là cái. Thứ nhất, ăn. Đi kiếm cái gì ăn. Tàn sát những con khác để ăn. Nếu Phước nó tu lớn, nó làm con sư tử thì nó đi kiếm con nai, nó cắn cổ nó ăn. Nếu nó nó tu một cái tánh tình rắn rít á, khó chịu á, kiếp sau làm con rắn thì nó cũng đi nuốt mấy con khác để nó ăn con này tàn sát con kia đấy tức là một tỷ kiếp nữa nó sẽ ăn và nó chỉ lo ăn thôi ăn xong rồi sao quý vị ăn xong nó ngủ con nào cũng vậy khi nó ăn xong rồi nó ngủ con gấu khi nó ngủ tới sáu tháng ăn ngủ rồi nó thêm cái gì nữa sex đực cái có bao nhiêu à Bất cứ con sinh linh nào con sư tử con, con rắn con dán con chuột cũng chỉ có ba cái đó Cho nên một tỷ kiếp nữa nó sẽ luân chuyển trong cái ăn cái ngủ và cái sex Một tỷ kiếp nó cứ thế nó luân chuyển Còn cái hình tướng thì vô vô vàn tùy theo nhân duyên nghiệp báo tùy theo cái công đức tu tập có khi làm rắn có khi làm chuột có tùy cái tính của mình nè những cái gì mình làm ý khó chịu là rắn rít thì sanh làm rắn phóng vật tức là không chú tâm vào cái việc mà ta phải làm hay là ta nhận trách nhiệm làm mà ta không chú tâm Đấy. tức là tao không hoàn thành Nó tội từ tâm khởi đấy tu phải uổng không có chánh niệm ráng đi quý vị ráng tu có xa lợi chết chắc chắn phải chết phải không ở đây có ai không chết không chết cũng phải thiêu ra cũng có cục sơ lợi chứ không lẽ ra cục đá Uống công tu còn kiếp sau á một tỷ kiếp nữa nó sẽ tiếp tục đi theo cái đà này tức là ăn ngủ và quan hệ nam nữ hoặc là đực cái nói thô tục đi để cho nó nhớ nó không có cái gì hết á trong cuộc đời quý vị chắc chắn quý vị đã từng thấy con chó chó cái cho đực rồi chắc chắn là cái thế nào cũng thấy rồi hoặc là con mèo hoặc là con dán ở chỗ xưa ở có con dán nó cứ ra xin ăn đó. bữa thấy nó đi lệt bệt quan sát kỹ thấy nó có bầu con dán mà cũng phải có bầu đấy ráng tu đi quý vị những cái cánh cửa đang chờ hết ba cõi sáu đường chờ mình đấy Thế thì ngày hôm nay là ngày sám hối Phật dạy sám hối như thế nào Đây là Phật dạy nha Sám hối để tinh tấn Sám hối để các việc Bất thiện giảm Và các việc thiện Tăng trưởng Việc thiện là gì Việc thiện là làm có trí tuệ Bất cứ việc gì làm đều tăng trưởng trí tuệ Sự nhận thức Biết rõ nhân quả việc bất thiện là gì việc làm ở trong cảm xúc ham ăn ham ngủ ham ăn ham ngủ có khi quên luôn cả mình là ai nữa trong đạo tràng này nhiều người lắm rồi cũng thế thôi hàng ngày sinh hoạt quên cả mình là ai chỉ có thấy ăn mới ngủ ăn mới ngủ thôi sám hối để tính tinh tính. tính ở trong Phật giáo thì sám hối là cái phương pháp tu tập các quý vị một trong những cái phương pháp tu tập rất là thù thắng bên Phật giáo Mahayana đó thì lấy ngày 14 hay ngày rằm hai ngày 9/30 làm lễ sám hối xuất gia tại gia gì cũng sám hối hai ngày đó bên Phật giáo Nguyên Thủy Theravada thì là quan sát ba nghiệp thân khẩu ý và đối với phật giáo Theravada nguyên thủy là ngày nào cũng sám hối hết à ngày nào cũng sám hối và chân thành sám hối vị đó đi tìm cái vị thầy hoặc là cái vị huynh đệ tương đương để sám hối các lỗi lầm của mình và phát nguyện thôi không có phạm nữa ở bên miến bên thái thái lan có khi người ta sám hối một ngày tới ba lần sáng trưa tối gặp nhau ngồi xuống sám hối con xin thành tâm sám hối các lỗi lầm từ nơi ba nghiệp thân khẩu ý Đấy, một ngày sám hối ba lần để không còn để không còn phạm nữa ở trong kinh trung bộ kinh chánh chi kiến đức phật giải thích như sau chư hiền thế nào gọi là căn bổn bất thiện tham là bất thiện sân là bất thiện si là bất thiện như vậy gọi là căn bổn bất thiện Chứ hiền thế nào gọi là căn bổn thiện Không tham là căn bổn thiện Không sân là căn bổn thiện Không si là căn bổn thiện Chứ hiền như vậy gọi là căn bổn thiện Thế thì bất thiện là gì? Bất thiện là tham sân si Si tức là không biết mình sống như thế nào Có ăn, có ngủ, có sách thôi còn ngoài ra không biết cái gì hết, không biết rằng sơ hở một chút, không có chánh niệm thì là đã tạo nghiệp nơi ý nghiệp, ý nghiệp bất thiện. trong cái ăn mà không quan sát được sự cảm xúc tham đắm nơi cái vị ăn, tức là ý bất thiện, xúc bất thiện, thân bất thiện. và những thứ bất thiện ấy thì dẫn tới quả, quả gì quý vị? Quá gì đấy mà nếu ta không biết sợ hãi ta không biết tàm quý ta không biết sám hối thì coi như là không có tu lạy vật đâu phải lạy tượng phật mà hết tội Mới thay đổi cái tâm của mình thay đổi cái hành vi của mình quý vị thử xem xét xem tu mấy chục năm rồi ở đây ai cũng tu một chục năm hai chục năm rồi mà mình có chánh niệm không mình có thay đổi không mình có ghê sợ tội lỗi không mình có tàm quý không hay là mình vẫn tiếp tục tham ăn ăn không được nổi sân là sân ăn mà anh á không nghĩ là mình anh để sống mà anh tham đắm được mùi vị là si anh tham sân si trong cái anh đầy đủ hết và cứ cái trớn như vậy còn một tỷ kiếp nữa chúng ta sẽ tiếp tục đi trong cái vòng ăn ngủ và sex chưa ngán rồi quý vị kiếp sau nếu làm con heo mà lỡ làm có kiếp này có tu á con heo nhà giàu nó cho ăn đầy đủ cho ăn đầy đủ rồi chuyện gì nữa quý vị tới mùa đó nó thảy hình con heo đực vô xong rồi cái đẻ ra một lũ khoảng chừng chục con 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 nữa và cứ như vậy hoài tức là ăn ngủ và sex. nó đi trong cái vòng đó còn nó là hình tướng con cọp, con beo, con chó, con rắn, con chuột là tùy theo nhân duyên, tùy theo nghiệp lực, tùy theo những cái việc mình đang làm đấy nè. Chứ còn bản chất của nó là năm quẩn. Đấy. Khi nó còn tham ái, nó tiếp tục đi theo cái đó thôi. hàng ngày chúng ta tu tập cái gì? Ăn, ngủ. Thì kiếp sau nó phải còn lại cái ăn ngủ thôi. Ở trong bài kinh trung bộ đức phật dạy cho ngài qua chá đó. khi chết năm quẩn hết còn lại tham ái tức là những cái gì dính mắt á những cái hành vi những cái ý nghĩ những cái hành vi tạo tác trong đời này nó sẽ đi theo nó là ganda bá mà nó là loại năng lượng năng lượng nó copy nơi thân nơi khẩu nơi ý cho nên trong kinh tránh chi kiến Kinh Trung Bộ ở Đức Phật nói rất rõ. Tham sân si là căn bản. Mà nó nảy sinh ra trong cái ăn, cái ngủ, đời sống hàng ngày nè. Đi đứng nằm ngồi. Mà với vị nào trẻ trẻ thì còn thêm cái sách nữa. Cái này khó bỏ à. Thế thì sám hối ba nghiệp ở trong truyền thống của Kinh Nikaya tức là Theravada đó sám hối ba nghiệp để mà làm gì để đoạn trừ hay chuyển hóa tham sân si vì tham sân si nó là căn bản đưa tới sự tái sinh cảnh khổ cho nên để cho việc sám hối thật sự cần phải sám hối ba nghiệp khi ta lạy phật nằm sát đất lạy phật thì ta phải nhớ tới con đó tạo nơi khẩu nghiệp ý nghiệp ý nghiệp nội cái sao lãng không có chánh niệm làm việc gì mà không chú ý vào làm lo ăn lo ngủ thì đó là lỗi đó con thành tâm sám hối ngày hôm nay con đã làm sai ngày mai con hứa với phật con làm tiếp đấy sám hối vậy đó thì quý vị nghĩ chứng cái gì? Cho nên sự sám hối có quan hệ mật thiết với ba nghiệp. Sám hối là sự chuyển đổi ba nghiệp bất thiện thành ba nghiệp thiện. Ba nghiệp bất thiện tức là phóng dật, chạy theo cảnh, không quan sát sự tham đắm nơi cảm xúc dục lạc. Đó là ba nghiệp bất thiện nơi mắt nơi tai nơi khẩu nơi thân nơi ý. Thì chuyển thành ba nghiệp thiện đi ta biết ta đi đứng ta biết ta đứng ngồi ta biết ta ngồi sám hối là như vậy trong bài kinh tiêu biểu là đức phật giáo giới ngài rahula ở trong rừng ambala đức phật khuyên dạy rahula khi vấp phải sự sai lầm nên anh anh sám hối như sau này rahula ông biết như sau thân và nghiệp này ta đã làm thân nghiệp này đưa đến tự hại và đưa đến hại người đưa đến hại cả hai thời thân nghiệp này là bất thiện đưa đến đau khổ như vậy cần phải làm sao Đức Phật nói cần phải tỏ lộ cần phải trình bày trước các vị đạo sư hay lên trước các vị đồng phạm hạnh tức là cùng tu với nhau đó sám hối thiệt bạch uh, quý hiền giả con đã phạm tội uh, như uh, sao lãng trong công việc được giao phó nay con xin thành tâm sám hối mai con làm tiếp cũng như không quý vị phải nói sau khi tỏ lộ trình bày thì phải tiếp tục phòng hộ ngăn ngừa những sự xảy ra trong tương lai thì mới là sám hối về ý nghiệp cũng trong bài kinh đấy đức phật giảng như thế này dẫn cho Ngài Rahula, "Này Rahula, ông cần phải phản tỉnh ý nghiệp. Ý nghiệp này ta đã làm, ý nghiệp này của ta đưa đến tự hại, ý nghiệp này đưa đến hại người, ý nghiệp này hại cả hai. Như vậy ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đều đến đưa đến quả đau khổ." Thế thì ý nghiệp như vậy, này Rahula, ông cần phải lo âu, cần phải tàm quý cần phải nhàm chán sau khi lo âu tạm quý nhàm chán cần phải phòng hộ trong tương lai đây là phật dạy cho ngài ra hô la ngăn ngừa cái ý thì phải biết tạm quý tạm quý sám hối phải thấy rằng cái đó là kiếp nạn cái đó sẽ dẫn tới Sinh tử luân hồi vô, vô lượng kiếp phải biết sợ hãi biết tạm quý ghê sợ tội lỗi bất dạy đấy còn ta thấy ta cứ ham ăn ham ngủ ta sắm hối xong rồi ta lại tiếp tục ta chơi nữa ăn ngủ cảm giúp xúc dục lạc người trẻ trẻ còn thêm cái sách nữa sách ở đây nó có cái xúc đó quý vị không phải nhất thiết là vợ chồng ôm nhau đâu mà nhìn thôi mà có cảm giác ưa thích là cũng dính à, đấy nó từ trong tư tưởng đó. Mà cái đó thường thường nó ngủ ngầm đó quý vị Hồi xưa mới lấy vợ lấy chồng đó, Nó đã có Mà cái đó đi sâu vào trong cái thức đó, Nó ngủ ngầm đó Có nhiều khi nhìn thấy đứa con Chứ không nhìn thấy chồng đâu Nhìn thấy đứa con thôi Mà nó đã có rạo rực rồi à. Rạo rực những cảm giác Với người chồng Chuyện nó dễ hiểu thôi nó ngủ ngầm cho nên chớ coi thường quản lý thân khẩu ý chớ có coi thường phải biết lo âu rằng mình không giải quyết được vấn đề thân khẩu ý còn phóng dật còn ham vui ham ăn ham ngủ ham gần gũi thế này thế kia cho nên Đức Phật dạy cho Ngài Rahula Ông cần phải lo âu Cần phải tàm quý Cần phải nhàm chán Sau khi lo âu tàm quý nhàm chán Cần phải phòng hộ Trong tương lai Tức là thôi bỏ đi Đừng có tiếp tục nữa Nhìn con, nhìn chồng, nhìn vợ Nhìn nhà, nhìn cửa Cái gì cũng dính hết à Cái này cũng của tôi, cái kia của tôi Tôi tức là có cái có cái tôi Ở trong uh, Kinh uh, có một uh, trường hợp này Rất là hay Là ông Tu Thâm uh. Ông Tu Thâm uh. Ông là người ngoại đạo Rồi cái Người ngoại đạo Xúi ông vào trà trộn Vào trong uh, tăng đoàn uh, Để phá hoại Ở đâu cũng có hết đó quý vị Hồi thời Phật đã có rồi. Thế ông vào. Và sau khi được uh, tu tập trong đó thì ông chuyển hóa, ông mới lên ông thú tội Phật. Sám hối á, sám hối thực lòng. Phật mới dạy ông như thế này. Sám hối với Tăng. Trốn vào Tăng đoàn tu tập để với một cái ác ý, mặc dù có cạo đầu, cũng vẫn gọi là ác ý đấy. Đức Phật giảng dạy thì ông cảm thấy ăn năn hối lỗi và ông xin hối lỗi cùng Phật và tăng chúng. Đức Phật chấp nhận sự ăn năn hối lỗi của tu thâm và bảo tu thâm nói lên những lời sám hối như sau. Ngày xưa con ngu si làm bất thiện, vô trí ở trong chánh pháp luật, lén xuất gia, ngày nay ăn năn nỗi lầm, tự thấy tội, tự biết tội, tự thấy tội, tự biết tội trong đời sau sẽ thành tựu luật nghi công đức tăng trưởng trọn không thối giảm vì sao hãy có người có tội tự thấy tự biết tự an năn thì ở đời sau luật nghi sẽ thành tựu công đức tăng trưởng không thối giảm và theo như kinh này ghi lại sau khi sám hối xong thì ông tu tập và ông đoạn trừ được các lậu hoặc và ngài cũng chứng quả không phải sám hối mà chứng mà biết đó là sai, đi, biết đó là nguy hiểm, ta từ bỏ, ta chuyển hóa. Phải thành tâm sống với đạo trong từng sát na thì mới là sám hối quý vị. Không phải là cứ sáng ra cái mình con xin thành tâm sám hối rồi chút xíu con làm nữa thì cũng như không à. Người đó là dối gạt mình, dối gạt Phật, dối gạt đạo, dối gạt pháp. Thêm cái tội nó dối nữa. Không ích lợi gì. Ta phải biết cái đó là nguy hiểm Ta bỏ Thì gọi là sám hối Cái cách sám hối như thế nào Ba cách đây thưa chư vị Thứ nhất là phản tỉnh Luôn luôn quay lại với chính mình Con đã sai, con đã sai, con đã sai Con xin thành tâm sám hối Mà sư hướng dẫn quý vị á, Muốn cho nó đừng có Bị mà lang thang á, Đi đứng nằm ngồi chỉ cần niệm câu à tăng ra năng gạch cha mi từ sáng tới tối thì nó sẽ không có phạm nữa tại vì lúc nào cũng nhớ tới phật thì ý thanh tịnh khẩu thanh tịnh mà thân thanh tịnh không còn ham ăn ham ngủ ham sách nữa phản tỉnh phản tỉnh những cái gì mình sai sót không còn muốn nữa mà không còn muốn nữa là ly dục mà không còn làm việc bất thiện là ly bất thiện pháp ly dục ly bất thiện pháp thì chứng được vào sơ thiền đấy thứ nhì trình bày các lỗi lầm của mình với các bậc đạo sư hay là đồng phạm hạnh những người cùng tu với nhau mình đi gặp những người đó bạch uh, sư tỷ em đã có phạm lỗi em đã nghĩ sai em đã làm sai xin sám hối chân thành sám hối ở bên Theravada ở các thiền đường nhiều khi một ngày sám hối ba lần chư tăng cùng với nhau sám hối người lớn sám hối người nhỏ người nhỏ sám hối người lớn điều thứ ba là phòng hộ tương lai Đấy. tức là cương quyết không làm nữa cương quyết không phạm nữa bớt ăn bớt ngủ bớt si mê cái trách nhiệm của mình á được giao làm cái gì mà mình đã nhận làm cái gì thì làm cho nó tròn làm cho nó trọn vẹn đừng tìm duyên cớ đổ thừa nó là tại cái này tại cái kia tại sự phóng dật của mình đợi tới chết rồi nó tại nó mà con đi địa ngục tại cái gì tại mình nghiệp dẫn mình vào địa ngục tu tập nó cũng đơn giản vậy thôi quý vị phải biết cái lỗi ăn ăn cái lỗi sửa đổi sửa để đừng có phạm nữa ở trong kinh trung bộ đức phật ở trong cái đoạn khác đức phật có nói hãy đừng cứ truy tìm quá khứ người ta hiểu lầm người ta lại nghĩ là à, lỗi thì bỏ đi xong rồi nhưng mà như vậy không bao giờ tiến bộ Đức Phật nói tức là những cái gì nó đã qua rồi không sửa được Đừng có ôm ấp nữa Nhưng mà trong cái ngữ cảnh khác Đừng ôm ấp cái lỗi lầm Nhưng mà không có nghĩa là tiếp tục làm nữa Ta biết nó sai ta bỏ Ta biết nó nguy hiểm ta bỏ Ta biết nó là con đường đi tới địa ngục Ta phải bỏ Cho nên sám hối có công dụng như vậy. Nếu không thực hiện được thì ổn, chẳng được ít lợi gì cả. Sám hối là tinh tiến. Tinh tiến là sao? Từ bóng tối ra bóng sáng, từ sáng ra sáng hơn. Sám hối là từ cái chỗ ham ăn, ham, ham ngủ. Ham nam nữ, ham nhìn, ham nghe, ham hơn thua nay con thành tâm sám hối con ra sáng tức là thôi không tham ăn không tham ngủ không tham hơn thua nữa vân 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 những cái gì bất thiện nghiệm của tham sân si con bỏ rồi từ sáng ra sáng hơn tức là chỉ làm các việc thiện đi đứng nằm ngồi đều có chánh niệm đi ta biết ta đi không phải là nhấc chân lên tôi biết tôi nhấc chân lên không phải đi biết có người trước người sau dòm ngang dòm dọc coi chừng xe nó tông một cái rầm đó. thì gọi là đi có chánh niệm đi mà cứ sớm xác sớm xác lo nhìn cái bước chân nhấc lên đạp xuống nhấc lên đạp xuống đi ngang đường xe nó tông cái rầm một cái thì cái đó là không có chánh niệm phật dạy đằng đó, mình làm nẻo Phật dạy đi là biết đi Tức là đi trong hoàn cảnh nào Biết rất rõ cái gì nguy hiểm xảy ra Có nhiều người nói Phật dạy nó đi nhấc chân lên Con biết con nhấc chân lên Cứ vậy cắm đầu nó đi ngang đường Đèn xanh đèn đỏ nó chưa ấy Nó mở cái tùng xe tông cái rầm một cái chết Rồi đổ thừa nó Con có chánh niệm mà Chánh niệm gì Phật nó đi ta biết ta đi Tức là dòm chừng Coi có xe nó tông tới không Đèn xanh đèn đỏ Đi cả đúng chưa Băng ngang đường được chưa Có an toàn không Thì đó là đi Ta biết ta đi Chứ phải nhấc chân lên tôi biết tôi nhấc chân lên Nhấc chân lên là để tập trung tư tưởng. Đừng có lăng xăng nữa. Tu hai chục năm mà vẫn còn mê ăn mê ngủ mê đi mê đứng mê đủ mọi thứ thì coi như chẳng có tu gì cả ít lợi gì quý vị đấy tham sân si là căn bản thế thì sám hối cái tham sân si để không tham cũng sân si nữa tức là có chánh niệm biết rõ nhân quả sợ hãi sợ hãi cái quả ghê tởm, tội lỗi, không làm nữa. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật.